Sự khác nhau giữa lúc tập và lúc biểu diễn. Lúc tập. Dragonfly, gọi là dragonfly. Dragonfly mà cắn gió, ta biết bơi liền ngay luôn. Tuôn rồi mình gọi con fly, mật ngọt thì dụ nhau trai. Con này là chị ông nó, chị à chị bay đi đâu? Lấy mật honey, chị là honeybee, là bee. Lúc biểu diễn. Chuột chuột mà bay dưới thấm, thì trời đầu mưa lắng dâm. Chuột chuột mà bay lên cao, thì trời mừng hôm nắng sáng. Dragonfly, gọi là dragonfly. Dragonfly mà cắn xuống, ta biết bơi liền ngay luôn. Con chuối nên gọi con fly, mật ngọt thì dù nhấp trái. Con này là chị ông đâu, chị là chị bay đi đâu lấy mật honey. Chị là honey bee, là bee. Giờ tay lên nè. Bái ơ sáng sáng đêm thâu. Cockroaches màu thành nâu nâu. Còn nhỏ nào là grasshopper. Còn bọn hồ là lấy vô sâu trong caterpillar. Sẽ hóa thân yêu thương khi đâu kêu. Là hồi bó đen. Con biển là con gì? Ai biết con biển là con gì? Butterfly là gì? Butterfly là con gì? Lúc biểu diễn tại một nơi khác. Con rùi mình gọi con fly, mật ngọt thì giữ nhau trai. Con này là chị ông nó, chị à chị bay đi đâu lấy mật honey. Chị là honey bee, là bee. Làm sáng đêm thâu, cockroaches màu cánh nâu nâu. Còn cà cao là grasshopper, còn bò rùa là ladybug. Sâu trong caterpillar sẽ hóa thân yêu thương mosquito kêu. Là mũi vo ve xịt thấy đã kêu. Là biển sang hè, bee là loại bò cánh cam. Butterfly là điệp của lan. Biết con điệp là con gì không? Không biết thôi. Tức là butterfly là con gì? Đấy, nhiều khi tụi em đổi tiếng Anh của hơn tiếng Việt nha. Phải chỉ IELTS thôi. Nhớ nha. Fireflies làm sáng đêm thâu. Cockroaches màu cánh nâu nâu. Còn cao cao là grasshopper, còn bò rùa là ladybug. Sâu róm caterpillar sẽ hóa thân pupa. Mosquito kêu là mũi vo ve, xịt cây đã kêu là biển sang hè. Bee đó là loài bò cánh cam, butterfly là điệp của lan.